Anh Nguyễn Thế Vinh thuê trọ một mình trong dãy nhà trọ hầu hết là công nhân ở tổ 4, ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tháng nay, anh thất nghiệp, ở nhà không có thu nhập mà cũng không thể về quê. Anh cố gắng sống chắc chiu và nguồn tiền tích lũy ít ỏi. Công việc thì người từ dịch tới giờ, từ tháng 7 giờ nghỉ tới giờ thì ở nhà mà. Có định về quê nhưng mà tại vì về quê cách ly kia với chi phí cao quá nên là không có về. Trọ thì tháng đầu giảm 30%, tháng vừa rồi là giảm 50%, còn tháng này chưa biết tại chưa tới. Giống như anh Vinh, đã 4 tháng trôi qua, anh Lê Hải Bằng, một thợ cơ khí tự do cùng vợ con chôn chân trong 4 bức tường ở căn phòng trọ chật hẹp. Điện chẳng dám bật, anh Bằng lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Vì nhiều tháng trời, hai vợ chồng không làm ra tiền. Trong đó, tiền sinh hoạt cho ba người vẫn phải chi đều mỗi tháng. Đi tới luôn lại không được nè, nhưng ngay là cái nguồn kinh tế mình là người dân lao động mà không đi làm được á. Cứ ở đây, cứ ăn, nghỉ không. Đó, rồi lớp cứ còn nhỏ nữa. Cứ tới tháng trả rồi sữa, rồi tiền trọ, cứ làm hoài mấy tháng trời. Chứ mình đâu có làm ra đồng nào đâu, cứ kéo dài hoài gì không chịu đâu nổi, mình về quê thì về không được. Nhiều tháng trôi qua, không ít người lâm cảnh không một xu dính túi, sống bằng sự trợ giúp của địa phương và các phần quà nhu yếu phẩm do mạnh thường quân hỗ trợ. Có nhiều người hả, trong người không còn 1.000 luôn á, như là chỗ của anh này nè, anh nó đi cách ly về, trong người không còn 1.000 luôn, mà được nhận cái gói hỗ trợ 1.500.000 do chính tay em ghi danh sách nè, được nhận. Mà anh nói về đâu có nhận được, em phải nhận thế giùm, ký nhận giùm đem ra cho anh đó. Nên là khóc luôn, rớt nước mắt luôn đối với trường hợp của các anh ở trong chủ nhà trọ của mình đây luôn. Lắng nghe hoàn cảnh của nhiều công nhân, người lao động nghèo. Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2021, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thành phố và các nhà hảo tâm đã tổ chức tặng hàng trăm phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm gạo, mì gói, nước tương, sữa tươi, trứng gà và 5kg rau củ cho 100 gia đình công nhân lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn và phường Hiệp Thành, quận 12. Trong tổ của tôi là tổng cộng tới 150 phòng, thì đối trên nhân khẩu thì nó tới mấy trăm người lận. Nói chung là hiện tại bây giờ là công nhân thì ai cũng thất nghiệp, hơi khó khăn trong hoàn cảnh này. Những ngày cuối tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị nới lỏng giãn cách, cho phép nhiều hoạt động kinh doanh, sản xuất mở cửa. Những người lao động thất nghiệp ở các xóm trọ nghèo đều thấp thỏm chờ mong, hy vọng sớm đến ngày được đi làm trở lại. Hy vọng thành phố mở cửa trở lại để cho đi làm, người lao động đi làm có tiền thu nhập á. Chứ tại mấy tháng này đa số như những người mà lên Tết giờ thì họ còn có chút đỉnh tích lũy, chứ còn những người mà lên thì lật 34 giờ họ mới lên dính dịch nên là nhiều người khổ lắm. Hy vọng cho đầu tháng 10 sẽ mở gạo cho bà con ra đi tới lui lại, chứ có công việc để làm lại ổn định. Đó, chỉ mong chờ vậy thôi chứ giờ biết nói gì giờ. Cứ kéo dài tiếp nữa là rồi thấy không ổn rồi đó. Em cũng mong chờ thêm phụ nảy lòng á, để mình được đi làm á. Tại vì ở nhà lâu quá mà mình là dân ngoài tỉnh á. Nhưng mà một phần khác thì cũng hơi sợ, tại vì nếu như đi con dịch á, mình sợ giống kiểu nhiều người ra đường quá mình vẫn không có cẩn thận á, nó sẽ bị dịch. Mong muốn nhưng mà mình sợ là dịch nó sẽ buông lại á. Bà con ở đây cũng mong chờ là được mở để đi làm trở lại, lý do là không có gì để tiếp tục để ăn hỗ trợ nữa. Không lẽ mình sẽ chờ vô mạnh thường quân hoài, không lẽ mình chờ vô nhà nước nữa. Tại hội nước chỉ là hỗ trợ cho mình thôi, chứ không phải là nuôi mình. Nên là bà con cũng mong là trở lại bình thường như ngày xưa, chứ để dịch hoài nhà con cũng buồn.